Bộ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Con nhà giàu của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6. Chương 13. Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng Nói đi chơi phải hư nhà hại thân Muốn hòa hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng Nói không dám cãi lệnh cha mẹ Tính nợ phải với người nghèo khổ Thì vợ lại không chịu dự Nói làm như vậy là trái đời Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền Có vợ sẵn mà không được ở với vợ Muốn làm phải cũng không được làm Thế thì cái thân khốn nạn này trời sanh ra để giữ tiền bạc Phải chịu quạnh hiu phải chiều phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao? đám cúng tuần xong rồi cô ba mạnh trở về nhà cha mẹ, cô ba ngọc cũng trở về nhà chồng, thượng tứ ở một mình, cậu buồn bực chịu không nổi. tuy mỗi ngày hoặc cậu xuống nhà thầy ban biện, hoặc thầy ban biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi. xong thầy ban biện là người làm quan, thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn là thúc thuế, đi tuần, xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp là những chuyện không thích hiệp với trí ý của cậu bởi vậy không giải buồn bực cho cậu được chớ chi cậu tuổi lớn ngơ tai danh lợi ưa thú thanh nhàn trên đường đời ai dạy khôn cực sướng mặt ai cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói cậu an phận với thớt vườn vừa này thì không đến nỗi gọi mình là vô phước ngặt vì cậu còn đương buổi thanh niên tánh cường quyết nhiệt trí còn hăng hái tình còn dồi dào mà biểu cậu mỗi ngày nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm Mỗi đêm phải trong đèn trong buồn mà ngồi nghe giấy gái Thì có thế nào cậu chịu cho kham Thối nhà giàu là như vậy hay sao Thú vợ chồng là vậy hay sao Thường tứ luôn buồn lòng trách phận Bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Quỳnh Văn Khả Là anh em bạn học ngày trước Gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng rồi Mà mời cậu ngày mùng 10 lên chung vui với thầy vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ ấy là một dịp tốt cho thượng tứ đi thăm một người bạn thiết và giải buồn chút đỉnh nữa bởi vậy đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi đến ngày mùng chín cậu căn dặn thằng ngộ với con mang ở nhà coi nhà và cậu mượn hương bộ quy với ông ba nở tối ngủ giùm ngài xem xét rồi cậu sắp áo quần vào hoa ly lên xe mà đi gia định vì trong thơ thì ký khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào bởi vậy lên tới gia đình Thượng tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế Đi xe hơi rột rạc Nên lật đật chỉ nhà thầy ký khả Ở giải phố ngó qua lăng ông Chăn thứ ba Thượng tứ vô nhà thầy ký khả hết sức mừng rỡ Cha mẹ bà con thầy ký ở Gò Công đã lên đủ rồi Mà cuộc đám cưới cũng đã sắp đặt sẵn sàng rồi hết Thượng tứ hỏi thăm thầy ký coi cưới con ai ở đâu Thầy ký đáp rằng Tôi cưới con gái ông Phan Hương ở trong xóm gà Ông già tôi biết tôi nghèo Nên không đòi việc gì hết Tôi cũng không nhóm họ Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ Rồi ở luôn trọng Đến tối ông già tôi đãi tiệc Tôi ở phố chật hẹp quá rước dâu không tiện Nên tôi ở luôn bên vợ ba bữa Rồi vợ chồng mới dắt nhau về ngoài này Thầy ký khả nói tự nhiên Mà thượng tứ ngồi ngơ ngẩn Vì thỏa nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cô nọ Cậu không về ngày nay Anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc Làm chồng người cậu đã mơ ước Cậu thương thầy ký khả lắm Bởi vậy cậu mới nghe tin Thì cậu ngơ ngẩn Nhưng mà cậu nghĩ lại Anh em của cậu được cái hạnh phúc ấy Còn tốt hơn là người khác được Nên cậu cười mà nói rằng Toa có phước lắm Mỏ mừng cho toa Vì mỏ nghe nói con gái của ông Phán Hương thiệt là đứng đắn Đời này cưới vợ chẳng cần lựa con nhà giàu Miễn là được người đồng tâm hiệp ý Thì quý hơn Mỏ có đi trước cái đường đó rồi Mỏ thạo hơn toa Nên mỏ nói đây không phải là nói dốc đâu Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà Nghe Thượng Tứ nói mấy lời Mà không hiểu cầu quốc về việc vợ chồng Thầy lại nói rằng Tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay Tôi không biết công vợ tôi Anh cũng hiểu phận tôi nghèo Tôi không đèo bồng chỗ giàu có sang trọng Ông gia tôi ổng thấy tôi ổng thương Nên ổng kêu ổng gả còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa Mỏ cưới vợ hồi năm ngoái lận mà Thôi học về ít tháng thì mỏ cưới Sao anh không nói cho tôi hay Anh cưới vợ ở đâu Cưới bên chợ ông Văn Cũng ở trong hạt Mỹ Tho Mà cưới rồi cũng như chưa Bởi vì nhà ai nấy ở Ủa sao vậy Ông già bỏ buộc mỏ phải về bển mà ở Bà già mỏ mất rồi Mỏ biết bỏ nhà cho ai mà về bển được Ông nhất định không cho vợ mỏ về bên đây bởi vậy mò ở có một mình à buồn quá bác gái cũng mất rồi nữa sao phải mất hơn một tháng nay hai anh em nói chuyện mới tới đó kế ông thân của thầy ký xen vô mời thượng tứ đi họ giùm qua đàn gái bởi vì bà con ở xa lên không được nên họ đàn trai coi thưa thớt lắm thượng tứ lên đây đã sẵn lòng ở chung vui với thầy ký cho đến cùng mà nghe thầy ký cưới con ông phán hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa bởi vậy nghe mời thì cậu chịu lời liền. Đến ba giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xui bà xui lên xe của cậu mà đi qua đàn gái. Còn sáu bảy người đi họ thì lên hai xe lô ca sông, đã mướn sẵn cho đàn ông một cái, đàn bà một cái. Qua tới đàn gái, thượng tứ ngồi chim biểm, không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trông nàng dâu ra làm lễ, đặng coi năm nay, dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, nàng dâu bận áo rộng xanh trong buồn bước ra hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà rồi chào họ và ra mắt bà con bên chồng thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rỡ như hoa vừa mới nở tướng đi đứng yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang sánh với cô hai hữu thì nhan sắc cô thiên kim có phần hơn mà lại có nét ôn hòa từ thiện nữa làm lễ xong rồi nàng dâu cởi áo rộng và mặc một mớ áo chẹt đi đãi khách cô sai trai dọn chế nước cô mời họ đàn bà ăn trầu cô đứng nói chuyện với chồng cô đi coi chặt nước đá cử chỉ nào cũng tự nhiên câu nói nào cũng thanh nhã có lẽ thầy ký cả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý nên thầy đi vô đi ra miệng chím chím cười hoài mà một lát lại nói chuyện nhỏ nhỏ với vợ không ai nghe họ nói chuyện gì duy thấy chồng nói mà ngó vợ rất hữu tình vợ gặt đầu mà cười rất hữu duyên Thường tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phước thì cậu mừng thầm trong lòng mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tuổi thầm duyên phận tuy mừng thì mừng nhưng mà cậu thấy đám cưới này rồi cậu nhớ đám cưới của cậu hồi năm ngoái thì cậu khó chịu nhiều ít trong lòng thầy ký khả là con nhà nghèo mà vợ thầy cũng con nhà nghèo sau bữa cưới vợ chồng lại hân qua như vậy còn mình là con nhà giàu mà vợ mình cũng là con nhà giàu sau ngày mình cưới vợ mình không vui mà coi bộ vợ mình cũng không vui chút nào hết Rõ ràng lời người ta nói Vợ chồng vui là bởi tâm đầu ý hiệp Chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều Là lời nói trúng lắm mà Tiệc đám cưới mãn rồi Thượng tứ từ thầy ký khả mà về Thầy ký khả đưa cậu ra xe Lúc bắt tay từ biệt nhau Cậu nói với bạn một lần nữa rằng Toa cưới vợ như vậy á Mỏ mừng cho toa lắm Như vậy là hạnh phúc Chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng Mới gọi là hạnh phúc được đâu Khi ra đi Thượng tứ tính lên mừng bạn Rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa Mà chừng trở ra Sài Gòn Cậu không muốn ở Nên tuy trời đã tối rồi Xong cậu chạy thẳng về nhà Hồi ở nhà trường mới ra Thượng tứ liếng sáo nóng nảy bao nhiêu Bây giờ cậu thấy thế cuộc Cậu hiểu nhân tình Nên cậu trầm tĩnh ôn hòa cũng mấy nhiêu Chuyện gì đáng nói Cậu mới nói Chuyện gì đáng cười cậu mới cười từ ngày cậu đi đám cưới trên gia đình rồi thì cậu lại càng ít nói hơn nữa ở trong nhà nhiều khi đến hai ba giờ đồng hồ mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con mang hoặc thằng ngộ mỗi bữa cậu cứ nằm trên võng mà coi sách hoặc coi nhiệt trình sớm mời cậu thường đi dạo một vòng trong vườn buổi chiều thì cậu đi vòng trong sớm gặp con nít cậu thường cho xu hoặc bạc cắt thấy người lớn cậu hay hỏi thăm công cuộc làm ăn vì cử chỉ cậu đổi khác xưa nên ngày trước không ai được nói chuyện với cậu Mà bây giờ từ già chí trẻ Ai cũng thân cậu Ai cũng kính yêu cậu hết thảy Cậu hết mong rước vợ về nữa được Nên cậu lo sắp đặt việc nhà Cậu giao con mang quản xuất dưới nhà sau Coi cơm nước Coi gạo củi giữ dầu hôi nước mắm Lo đi chợ mua ăn Cậu giao cho thằng ngộ xem xét cây trái trong giường Coi mướn làm cỏ vét mương Coi bán dừa cao chuối mít Cậu lại nói với Hương Hậu Quy cho thằng con Úc 12 tuổi tên thằng Lạc Ở với cậu đằng cậu sai vặt Như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn Cậu hứa mỗi tháng cậu sẽ thưởng công cho nó 3 đồng bạc Ngày 12 tháng 5 tới Ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho Cô ba mạnh gần ngày khai qua Cô ột ệt quá nên cô qua không đặng Thượng tứ cậy chị ruột với chị dâu lo lắng dùm cuộc cúng quẩy Đêm vào đám thầy chùa ngồi tụng kinh kim cang bát nhã trước bàn thờ hương chức trong sớm ngồi uống nước nói chuyện phía ngoài cửa thượng tứ cúng rồi bước vô nhà trông thấy hai vợ chồng thầy ban biện với cô ba cọc đưa ngồi trên bộ ván cậu bèn ngồi lại đó mà chơi cô ban biện ngó thấy thượng tứ thì cô nói rằng con tư nằm chỗ nằm nơi rồi thế nào cũng phải rước nó về bên nay chơi ở bển luôn hay sao vợ chồng mà ở một người một nơi vậy sao được thầy ban biện đáp rằng Bác hội đồng kỳ quá Nói hết sức mà bác cũng không chịu Ai biết làm sao bây giờ Thượng tứ Châu Mày nói rằng Tại ông gia tôi mà cũng tại vợ tôi nữa Nếu nó biết đạo vợ chồng Gái có chồng đi theo chồng Thì ai làm sao mà cản nó được Tôi biết nó không có thương tôi Nó cứ nói tại hồi trước có lời giao Bây giờ ông gia tôi không cho nó về bên nay Nên nó là con nó không dám cãi Anh chị cũng hiểu Hồi trước má tôi giao kết Thì có về cuộc lỡ dở như vậy đâu Bây giờ rủi má tôi mất Nhà cửa minh mông Ai cũng biết tôi không thể nào bỏ đi đâu được Mà nó làm ngặt không chịu về bên đây Tức thì là nó không thương tôi chứ gì Thôi tôi không cần nữa Nó muốn ở bển nó ở Tôi ở một mình tôi cũng được Vậy chứ mấy tháng nay không có nó đó Tôi lại chết chóc gì Cô ba Ngọc cười mà nói rằng Em giận em nói lại như vậy Chứ chị biết con Tư nó thương em lắm Ngặt vì một bên thì chồng Một bên thì cha có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ Vậy mà chị còn binh nó nữa Không phải chị binh Nói phải quấy cho em nghe chứ binh giống gì Em để đó em coi Không lẽ bác hội đồng lột da mà sống đời Để chừng bác trăm tuổi già rồi coi con tư nó về bên nay hay không mà Cô ban biện nghe nói như vậy bèn hớt mà đáp rằng Dữ hồn Vợ chồng còn nhỏ mà cách bức nhau Nói như cô vậy thì đợi biết mấy mươi năm nữa mới xâm hiệp Đây đó mà xa sắc gì Qua lại với nhau cũng được mà Mấy tháng nay không có cỏn mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà coi cũng xong quá Coi chơi nhà không có đàn bà không ai xem xét trong ngoài Nghĩ cũng khó lắm chơi Phần chú Tư nó còn nhỏ Chú ở một mình chú cũng buồn Thượng Tứ bèn nói rằng Chị hai nói phải Tôi buồn thiệt mà dầu vợ tôi về bên nay đi nữa Sợ tôi cũng không hết buồn được Bởi vì vợ chồng tôi không giống ý nhau Thà là nó ở bển Tôi ở bên nay một mình Tôi muốn làm việc gì tự ý tôi Cô ban biện cười mà nói rằng Bộ chú này muốn cưới vợ bé hay sao ha Nên chú nói như vậy Thượng tứ chân hững Cậu ngó nghe chị dâu mà hỏi rằng Vợ bé đâu mà cưới Không tôi không có tính việc đó đâu Cưới vợ bé làm chi một vợ đó đủ mà làm cho tôi ngao ngán rồi Cưới thêm nửa chịu sao nổi Cái đời của tôi hư rồi Bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan Đã rời rã hết rồi Bây giờ sở thích của tôi là sớm mơ dạo giường Buổi chiều dạo sớm Tối nằm coi sách mà thôi Thầy ban biện cười mà nói rằng Em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện nghe như ông già Phải Mấy tháng nay qua thấy em không chơi bời nữa Thì qua cũng mừng nhưng mà ở đời cái gì cũng vừa vừa vậy thôi Thái quá không nên Mà bất cập cũng không tốt Em cũng phải đi chơi chút đỉnh mà giải khuây Miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư thì thôi chứ Thượng tứ ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng Ở đời này có việc nào là việc hư Còn việc nào là việc nên Có nhiều người nhơ nhút mà thiên hạ áp xương tụng Còn nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh khi Có nhiều việc mình cho là phải mà họ cho là bậy thế thì giàu làm việc gì giàu chơi cách nào Hệ thích chí thì thôi cần gì phải dò miễn thiên hạ như hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo mà vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời anh nghĩ đó mà coi giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn giống gì nữa mà nói hai vợ chồng thầy ban biện với cô ba ngọc không rõ việc cô thượng tứ đã tính mà cũng không hiểu ý thượng tứ chán đời nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ nói qua chuyện khác có đám làm tuần Bà con chòm sớm tụ lại đông Thì thưởng tứ giải khuây được chút đỉnh Chừng mãn đám rồi Ai về nhà nấy thì cậu lại buồn hiu Một buổi chiều vừa lúc mặt trời chan lặng Cậu đi sớm về Còn đứng ngoài cửa ngõ mà ngó mông Mấy đám mạ ở giữa lộ đã gần đúng lứa rồi Nên phơi màu xanh lè Lại gió thổi đù ngọn Coi như sóng rợn Xa xa thấy có một người đầu đội nón lá vai vác cái cày Lùa cặp trâu đi trong ruộng người vác nặng đi cán nắng trâu lội nước văng túa xua người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng càng thêm buồn bởi vậy thượng tứ đứng tiêu hiu dạ ngậm ngùi trí viễn vọng cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé thì cậu mỉm cười cưới vợ bé làm gì mình đã giải quá hồi cưới vợ mình không kén chọn chứ chi hồi đó mình lựa người như con ông phán hương hay là con ông giáo chuột mà cưới thì bây giờ có đâu mà buồn như vậy. Thiệt, từ khi vợ chồng phân rẽ, thượng tứ chẳng hề có tính kiếm vợ bé bao giờ, mà bây giờ cậu cũng không tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô, ấy là cậu đương giận vợ nên cậu muốn đổi vợ chứ không phải muốn hai vợ. Bây giờ vợ cậu đã gần ngày khai qua mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi của cậu, bởi vậy cậu không dám tính bỏ vợ nữa. Thế thì cưới vợ bé sao được Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé Xong câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí cậu rồi Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim Hoặc cô Hai Hậu vẫn dơ trước mặt Thì cũng chưa ắt cậu giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn cậu được Cậu đứng nghỉ quanh Nghĩ quất Rồi cậu vừa xây lưng sắp đi vô nhà Thì nghe có tiếng xa hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống Cậu đứng nán lại mà ngó coi xe của ai Cách chẳng bao lâu cái xe hơi gần tới Thì tớp máy chạy chậm chậm Rồi ngừng ngay cửa ngõ Thượng tứ dòm lại té ra thì Thông Hàng ngồi trước với shopper Còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa Thầy Thông Hàng mở cửa xe nhảy xuống và hỏi Thượng Tứ rằng Ê! Toa! Làm gì đứng đó? Thượng Tứ bước lại đưa tay mà bắt tay Thầy Thông Và cúi đầu chào mấy cô rồi hỏi rằng Thầy đi đâu đây? Thầy Thông Hàng hân hoan đáp rằng Chiều trời tốt quá nên muốn xe chạy bậy một vòng hướng gió chơi Toa làm giống gì xưa rài không thấy lên chơi vậy Tôi mắc chuyện nhà Cô Thông ngồi trên xe giọt miệng hỏi rằng Bố cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư Chứ sao mấy tháng nay cậu không thèm tới nhà tôi nữa Thưa có chuyện gì đâu mà giận Tại tôi bận việc nhà chứ Thôi chối làm chi tôi biết mà Con hai hổ nó phụ tình cậu Nó bỏ đi lấy chồng Cậu phiền nó rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng tôi chứ gì Bây giờ tôi không phiền cô hay hổ Mà tôi cũng không phiền ai hết Tại tôi chứ có phải tại ai đâu mà tôi phiền Có mở tư nhà hay không Thưa không Vợ tôi ở bên ông Văn chứ đâu có ở bên đây Rủi dữ không Phải có mở ở bên này à Tôi ghé thăm một lần chơi cho biết Thở nay chơi tôi chưa biết nhà cậu à Tôi ghé chơi được không Thưa được chứ Tôi mời thầy thông với mấy cô ghé chơi mà cậu sẵn lòng tiếp trước hay không chứ ghé mà cậu không vui thì ghé làm chi Tôi sẵn lòng lắm chứ Có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa mặc áo xanh dương choàng khăn sạc màu trắng Cô cười và hỏi rằng Chúng tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây hoặc mận hoặc ổi hoặc cam hoặc giống gì đó mới được à Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không Thượng tứ cũng cười lại mà đáp rằng Vật quý thì thiệt tôi ở nhà quê nên tôi không có Chớ trái cây thì vườn tôi có đủ thứ Mấy cô muốn dùng thứ nào tôi cũng có sẵn mà đãi luôn Thầy thông hàng bèn nói rằng Mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây Leo lên bẻ mà ăn Vườn cậu tư thứ đó nhiều lắm Ghe chở hoài mà cũng không hết Mấy cô nghe nói dĩu như vậy thì cười ngất Rồi mở cửa xe leo xuống Cô thông hàng hỏi thượng tứ có biết hai cô kia hay không Thượng tứ ngó hai cô thì nhớ mãi mãi Có gặp cô lớn bận áo trắng một lần còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết Cô Thông bèn nói rằng Con lớn đây là con ba Con của dì tôi ở trong vĩnh tường Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi Cậu quên hay sao Thượng tứ gật đầu tỏ ý cậu nhớ Cô Thông bèn chỉ cô mặc áo xanh mà nói luôn rằng Còn con nhỏ đây là con tư Con ông cả trên xoài hộp Nó thi đậu bằng cấp sơ học Có làm cô giáo vài năm Bây giờ nó xin nghỉ đặng đi kiếm chồng Cô Tư mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái bẹp Mà nói Chị quỷ này kéo nói kỳ cục Rồi cô kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ Thượng tứ ngó theo miệng chím chím cười Và mời khách đi vô Dọc theo đường đi vô sân Hai bên trồng mận xen lộn với cam Lại có mấy cây đu đủ Đứng bên sau Lá bủa xum xê Trái đeo dày chặt Vì không nhầm mùa nên mận mới trổ bông Cam chưa có trái Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai lại có trái chín đỏ rồi mà chưa ai hái Thì cô chạy riết lại Hai tay rờ rẫm Hỏi cậu Tư hái được hay không Thượng Tứ bước lại lựa trái chín hơn hết mà hái Rồi trao cho cô Tư miệng mỉm cười Cô đưa tay lấy trái đu đủ Mắt liếc miệng cười rất hữu tình Cô vừa cầm trái đu đủ Thì cô liền để xuống đất Rồi đưa hai tay ngay mặt thượng tứ Mà nói chím chiếm rằng Cậu làm mũ đu đủ Giấy tay tôi đây Cậu phải chùi cho tôi Thượng tứ móc túi lấy khăn mua xoa ra Mà chùi tay cho cô tư Thầy thông hàng với hai cô kia đương trầm trồ mấy cây mận Thầy dai lại ngó thấy thượng tứ đương chùi tay cho cô tư Thì la lớn lên rằng Ê làm cái gì mới gặp nhau mà đã nắm tay nắm chân nhau đó Không có đặng vô phép như vậy đa Thượng tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi mà đi Cô tư lượm trái đu đủ, đủ cầm đi theo và cười và nói rằng Thầy đó hay la quá à Cậu tư chùi tay cho ta mà Chủ khách kéo nhau vô nhà Lúc ấy trời đã chạm dạng, dạng tối Thượng tứ mời khách ngồi kêu thằng ngộ đốt đèn Biểu thằng Lạc bưng nước lăn xăng Cô tư quen tánh vô ngại Tới nhà lạ mà cô không ké né chi hết Cô mượn một cái dao Rồi sẽ trái đu đủ mời người này người kia ăn Còn mời luôn chủ nhà nữa Không ai chịu ăn hết Cô giận cô ngồi ăn một mình và nói rằng Đu đủ của cậu tư hái mà họ chê chứ Thôi tôi ăn một mình Vì cậu tư thương nên cậu cho tôi Tôi dạy gì mà chia cho người khác Cô bà thiệt thà nên cô nghe mấy lời lá lơ như vậy Thì cô lấy khăn che miệng mà cười Cô Tư ăn ít miếng rồi cô đòi rửa tay Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó Cô thông hàng bèn nói rằng Con làm rộn quá Muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa chứ nước đâu đây có Cô Tư ngó thượng tứ và cười và hỏi rằng Đi ngã nào cậu Tư Cậu dắt giùm tôi đi một chút chứ Nhà lạ ai biết đường đâu mà giờ Thượng tứ đứng dậy đi trước Dắt đường cho cô tư đi theo Cô vừa đi vừa cười và nói Ta đi rửa tay mà mấy người cười giống gì vậy không biết Thượng tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại Nên cậu chỉ chỗ cho cô tư rửa tay Rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra trước liền Cách một hồi cô tư đi ra Lúc cô tới cửa sông môn Thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng Tôi chào thầy Thông cô Thông Ủa có cô ba đây nữa mà Thầy cô xưa rài mạnh giỏi ha Mấy cháu chơi Thầy cô dùng cơm chiều rồi chưa Để tôi biểu bày trẻ nấu cơm ăn ngang Ai nấy nghe tiếng pha lửng mà có duyên Thì cười rộ Cô thông hàng thừa dịp ấy cô cũng pha lửng mà đáp lại rằng Mở tư cũng mạnh giỏi ha Ờ vợ chồng tôi chiều đi chơi Chưa ăn cơm Nhưng mở có hảo tâm thì biểu trẻ làm vịt làm gà Nấu cơm cho ăn cũng tốt Cô từ dài vợ chồng kêu ôm sợ mà nói rằng bầy trẻ có đứa nào đó coi bắt một con vịt cho thiệt mập Làm thịt dọn cơm ăn nghe không bay Cho mau Tối rồi khách đói bụng đa Lúc ấy Hương Hậu Quỳ với ông ba nở đi lại ngủ giùm Hai người bước vô tới cửa Thấy khách trộn rộn Mà lại nghe biểu dọn cơm ôm sòm thì chưng hững Nên đứng khựng lại đó Thường tư nghe cô tư với cô thông nói chơi như vậy Nếu làm lơ thì mất lịch sự Bởi vậy cầu kêu Hương hộ mà nói rằng Chú Hương Chú biểu công an coi gà vịt gì đó Bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi Chú mượn đứa nào đó phụ làm giùm với nó cho mau Cô Tư cười ngất mà nói rằng Mấy người thấy không Tôi nói hãy tới nhà tôi thì ăn gà ăn vịt mà Cô bà nói rằng Mày nói bậy nói bạ Mở tư mở hay rồi mở nổi ghen lên đây mà chết chứ Đâu có Mở tư có ghen hay không cậu tư Thượng tứ gật đầu nói rằng Ừ ở nhà tôi ghen lắm bởi nó ghen nên tôi không dám đi đâu hết đó Không thấy hay sao Cô Từ le lưỡi ngồi im Rồi làm tỉnh mà nói rằng Thôi tôi không dám nói chơi nữa Nói bậy rủ mở tư rình đâu ngoài hè Mở tư vô mở rượt chạy không kịp Tùy cô mới nói cô không dám nói chơi nữa Xong cô ngó quanh quất Rồi cô lại hỏi thượng tứ rằng Cậu là người tân học Mà nhà cậu ở sao dọn theo xưa quá vậy cậu tư Ta mua ghế salon Ta mua bàn rửa mặt ta sắm giường đồng đỏ ta sắm ghế xích đu cửa cái ta treo màn tụi cườm cửa sổ ta treo màn ren hàng ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện ta sắm phòng trưa nằm đọc nhật trình tôi mở được nhà như vậy tôi dọn dẹp coi đúng lắm tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói đó lắm chứ nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn lo đến sự sung sướng tấm thân một là vợ tôi không có ở chung với tôi tôi phải qua lại bên ông văn nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi hai là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ ăn không đủ cơm ngủ không có chỗ mình ăn ở cho thái quá mà chi té sao mợ tư không có ở chung với cậu tư hay sao không cô thông hàng chen vô mà nói rằng bộ khi con tư nó muốn ở đây với cậu tư thì sao rồi, nên nó hỏi rút tới con này quá rồi hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu tư thì nó dọn đúng lắm bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu tư nữa thế con này nó muốn làm bé cậu tư mà Ủa mà phải đa Hai người cũng thứ tư hết Trời khéo khiến cũng kỳ chứ Thượng tứ cười và dai mặt chỗ khác Còn cô tư thì đáp với cô thông rằng Chị nó bậy nó bạ mất duyên tôi còn gì Con gái mới lớn lên mà làm bé cái gì Chị nói xui xẻo quá Trong lúc chờ cơm Thì mấy cô khách cứ nói pha lửng như vậy hoài Cô thông hàng cứ kiếm lời Mà cột cô tư hết sức Rồi cột cô ba cho thượng tứ Tuy thượng tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô Nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu đối đáp Lời nào cũng ăn trợt Không có câu nào hữu tình hoặc có ý gắn vô chi hết Cô thông hàng trọng tuổi Mà cô lại lịch duyệt về khoa ái tình Cô dòm thấy cử chỉ của thượng tứ như vậy Thì cô lấy làm lạ Chẳng hiểu gì cớ nào Thượng tứ là một người ham chơi bời Có sự nghiệp Không hòa với vợ Tiêu hiu một mình Mà thấy gái đẹp cậu không động tình Coi bộ bơ lơ bản lãng cơm dọn xong rồi thượng tứ mời khách đi ăn cô ba với cô tư lãnh sắp chỗ ngồi hai cô bắt thượng tứ ngồi giữa hai cô kèm hai bên còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng thầy thông hàng ngồi thượng tứ liếc coi thì cô tư ngồi bên tay mặt liếng sáo cô ba ngồi bên tay trái nghiêm chỉnh mà mỗi cô thì cũng có cái vẻ đẹp riêng tuy vậy mà cậu không có lộ một nét chi cho người ta hiểu ý cậu quyến luyến cô nào cậu cứ giữ lễ Cậu nói chuyện với hai cô Cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc thầy Thông vậy Bữa cơm gần mãn thì Hương Hậu Quy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng Có thể ban biện lên Lại có một người trai ăn mặc tử tế đi theo nữa Thượng Tứ ngó ra thì quả thiệt Thấy anh ruột là thầy ban biện chí Với người anh em bạn rể của cậu là chú Thông Châu bước vô Thầy ban thì mặc đồ mát Còn chú Thôn thì khăn đen áo dài Hai người mới tới ngó thấy cuộc tiệc như vậy thì chưng hửng Thượng tứ đứng dậy chào và hỏi rằng Hai anh ăn cơm rồi chưa Anh hai qua bên đây hồi nào Qua có chuyện chi mà khuya dữ vậy Chú Thôn Châu đáp rằng Bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má Hồi tối tôi sửa soạn về Kế dì ba âm ỉ chuyển bụng Nên má biểu tôi chạy xe luôn qua bên đây mà cho dưỡng hay Mấy lời quẩn đại ấy gieo giữa cái tiệp vui Chẳng khác nào như cục đá liền giữa bầy vịt đương lội tắm Giỡn nhau dưới ao Thượng tứ ngẩn ngơ buông đũa Sắc mặt coi bất vẻ tự nhiên Thầy thông hàng với mấy cô thấy chủ nhà hữu sự Không còn lòng nào mà vui được nữa Nên già riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy Thượng tứ trình diện vợ chồng thầy thông với hai anh Và mời hai anh ngồi Cậu đi uống nước rồi chạy vô buồn Mở tủ thay quần đổi áo lăn xăng Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước Rồi đi xe hơi với cậu Cậu kêu hương hậu quy dặn coi nhà Cậu xin lỗi vợ chồng thầy thông hàng và hai cô khách Vì cậu có việc nên phải qua chợ ông Văn Thầy thông hàng nói rằng Toa có vậy thì cứ sửa soạn riết cho rồi mà đi Tụi mỏ đi chơi mà hại gì Chừng nào to đi thì mỏ về Mấy cô đã mất thú Mà lại có sắc sẻn lẻn Hồi nãy liếng sáo bây giờ em ru Lại thêm thầy ban với chú thôn theo ngó hoài Nên mấy cô khó chịu hết sức Thượng tứ sửa soạn xong rồi Mới từ biệt khách và biểu thôn châu ra xe hơi mà đi Thầy ban biện dặn hương hộ quy Coi biểu trẻ ở đóng cửa Rồi thay mặt cho thượng tứ Mà đưa thầy thông hàng với mấy cô lên xe chừng xe chạy rồi Thầy Thông cười ngất mà nói rằng Xui xẻo quá ha Đẻ nghiệp gì mà nhà bữa nay nó đẻ không biết Là mình tốn mấy đồng bạc xe Ăn được có một bữa thịt vịt mà ăn chưa no nữa chứ Cô Tư nói rằng Thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi Bỏ giống gì mà cậu nghe nói vợ chuyển bụng Cậu lính quính Coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ Không được đâu Vợ chồng người ta còn thương nhau Thầy rù quến bậy bạ Phá gia ca người ta thầy có tội chết đa Thầy thông cười mà đáp rằng Con này nó nói điên quá Thở nay là mai dông lại là làm phước chứ sao mà có tội Ngày sau tao chết Bây đóng trang mà thờ tao mới phải Chương 14 Thượng tứ qua tới ông văn Thì vợ đã sanh rồi Sanh được một đứa con trai rất ngộ nghĩnh Cậu chạy vô phòng mà thăm vợ rờ con Cậu hỏi thăm lăng xăng Coi bộ cậu thiệt là vui Mà mợ trả lời dịu ngọt Trong ý mợ cũng không hờn giận con gái lớn của ông hội đồng là cô Hai Khỏe Vợ của Thôn Châu Đã có sanh hai lần rồi Nhưng mà cả hai đứa đều là con gái Nay cô Ba Mạnh sanh con trai Thì hai vợ chồng ông hội đồng mừng rỡ Đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của rể nhỏ Ông không dị chút tình rể lớn Ông đứng nhìn cháu ngoại trai mà nói rằng Con Khỏe không nên thân Nó đẻ thấy con gái hoài Coi con Mạnh nó giỏi không Nó mới đẻ một lần mà được con trai liền Thằng nhỏ này tao coi tướng nó được lắm mà Để tao nuôi nó lớn rồi lập tự cho nó Thượng tứ đã có ý tính đợi vợ sinh sản cứng cát Rồi cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa mà rước vợ về Nay cậu nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa Thì cậu ngỡ ngơ Tuy cậu không dám cãi Xong cậu phiền trong lòng Còn cô hay khỏe thấy cha trọng con của em hơn là con của mình Thì cô cũng hờn Nên cô dai mặt chỗ khác mà nói rằng con nít mới đẻ biết nó làm sao mà thầy dám nói nó được Được giống gì Ông hội đồng cười gần mà đáp rằng ha Mày giỏi đâu mày sanh một đứa con trai Như con mạnh cho tao coi thử coi Cô hai khỏe liền xây lưng bỏ đi ra Cô không thèm nói chi nữa hết Đến khuya hai vợ chồng cô lên xe mà về bình cách Qua ngày sau Có hai vợ chồng thầy ban biện chí qua thăm Thượng tứ đặt tên con là Trần Thượng Thọ mời chánh lục bộ lại lập khai sanh vợ chồng coi rất thuận hòa mà cha con coi cũng hiệp ý cậu ở luôn ba bữa rồi nói với vợ rằng cậu bỏ nhà lâu quá không tiện nên cậu tính về rồi mỗi bữa cậu chạy qua thăm cô ba mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà cô nghe chồng nói như vậy thì cho là nói phải nên cô cũng khuyên chồng về mà xem xét việc nhà thượng tứ sửa soạn về thì có chị là cô ba ngọc qua thăm cậu phải ở nán lại hơn một giờ đồng hồ cho chị thăm chơi rồi cậu mới mời chị lên xe hơi về với cậu Xe qua tới chợ gạo Cô Ba Ngọc không cho đưa về nhà Cô biểu chạy luôn lên Mỹ Hội đặng cô thăm thầy Ban Biện Về tới thầy Ban Biện thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều Thượng Tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một lát Thầy Ban Biện thấy có đủ hai em thì thầy mừng Nên hai em vừa mới ngồi thì thầy nói rằng Hôm nay qua có ý trong thằng Tư về Đặng qua nói chuyện Bữa nay nó về mà lại có con ba nữa Thiệt là may quá Cô ba Ngọc nghe nói có chuyện Thì cô muốn biết cho mau Nên hỏi rằng Anh muốn nói chuyện gì đó Chuyện của thằng Tư đây Chuyện của thằng Tư là chuyện gì chứ Thủng thẳng vậy mà Hôm trước con Tư chuyển bụng Ba hội đồng biết xử phải Nên bác sai anh em bạn rể nó Là thôn châu chạy qua kêu nó Thông châu qua ghé đây trước Qua nghe tin lật đật Dắt Thông châu lên trển Đặng hối nó đi cho mau còn bà Em biết qua với thôn châu đến đó thấy giống gì hay không Bước vô nhà thì thấy thằng Tư đương đãi tiệc Nó ngồi giữa Hai bên kèm hai cô nho nhỏ Mặt dồi phấn môi thoa son Còn phía bên kia thì hai vợ chồng thầy thông hàng Mấy cô ăn nói giỡn trứng ôm sờm Chở chi qua gặp một mình qua thì không hại gì Ngặt có thôn châu sờ sờ đó nên qua sượng chân Không biết nói sao được hết Cô ba Ngọc nghe rõ chuyện rồi Thì cô ngó thượng tứ mà nói rằng Trời ơi em chơi như vậy em không sợ mang tiếng hay sao Tư Em có vợ chứ phải tay không chân rồi hay sao mà em làm lỏng như vậy Chú Thôn Châu chú gặp đây đố khỏi chú học đi học lại Thấu tay con Tư rồi sanh rầy cho mà coi Qua nhớ hôm trước em thuật chuyện thầy thông hàng làm mai làm mối cho em Thì qua đã có nói thấy là người không tốt Sao em lại còn gần thấy làm chi nữa Qua dám chắc em nghe lời vợ chồng thấy em chơi bời như vậy đó Thì gia đạo em phải hư hết Lúc thầy ban biện thuật chuyện thì thượng tứ ngồi cười Mà đến chừng cô ba Ngọc khuyên dứt thì cậu cũng không cãi Cậu đợi anh chị nói hết rồi cậu mới trả lời rằng Phải Chuyện anh hai thuật đó là thì có y như vậy Chứ anh hai không có thêm bớt chút nào hết Mà chị ba nghe rồi chị ba rầy em thì cũng đáng lắm Nhưng mà em xin tỏ cho anh chị biết rằng Cái việc đó bề ngoài coi thì em quấy lắm Xong bề trong xét lại em không có lỗi gì Khi má mất rồi Em nhờ chị ba dịch dùm con mắt cho em Nên em thấy tánh tình của vợ chồng thầy thông hàng Mấy tháng nay em sợ thầy lắm Em tránh xa Em không dám tới nhà thầy Hôm tháng 2 thầy có xuống nhà thăm em một lần Em nhân dịp lên chợ mà trả bài cho cha già Em đưa thầy về Thầy mời quá nên em ghé nhà thầy Em ghé lần đó là lần chót Vợ chồng thầy cho một cô ra bẹo em Tưởng em như hồi trước Té ra em hiểu ý rồi Em không thèm ngó ngàng tới Coi bộ vợ chồng thầy mắc cỡ Xưa rầy em tưởng thầy bỏ em rồi Nào về thầy còn muốn cạo đầu em nữa Thầy chưa chịu thôi Nên hôm đó vợ chồng thầy làm bộ mướn xe hơi đi hướng gió chiều Lại có dắt theo hai cô nữa Thầy thấy em đứng ngoài cửa ngõ Thầy ngừng xe lại Mà em chắc dầu không có em đứng đó thầy cũng ghé Thầy mừng rỡ Tỏ ý muốn vô nhà thăm em Mình là người biết điều Lẽ nào mình cản không cho người ta vô nhà Em mời vợ chồng thầy vô Tự nhiên hai cô kia phải vô theo Vô nhà rồi họ mưu sự túc gái đòi ăn cơm Anh chị nghĩ lại mà coi Khách người ta đòi như vậy Lẽ nào mình là chủ nhà mình nói hết gạo hay sao Em phải ép bụng biểu làm dịch Làm gà dọn mà đãi họ một bữa Chuyện thiệt như vậy đó Chứ có gì đâu Phải người ngoài dòm vô thì cũng tưởng Em dắt mèo chuột về nhà ăn uống vui chơi Mà kỳ thiệt thì không phải như vậy Em không để ý đến mấy cô đó Một chút nào hết Mấy cổ pha lửng thì em cũng phải pha lửng lại Đặng mấy cổ khỏi khi em là đứa ngu vậy thôi Em hiểu tư cách thái độ của mấy cô đó hết Hạ người như vậy em biết chán rồi Em gần làm chi Huống chi lửa ái tình của em đã tắt rồi Có phải mấy cô như vậy đó mà chúm lại được hay sao Nên chị sợ em mê sa mà hư gia đạo Cô bà Ngọc là một người đàn bà Được hưởng thú đầm ấm trong đạo can thường Còn ban biện là một đàn ông chân chất Từ nhỏ chí lớn thầy chưa lội vào biển tình lần nào Hai người không rõ tâm sự của em Thấy em đã có vợ rồi mà còn cần gũi với đàn bà khác Thì đề quyết là em lỗi niềm phu phụ Bởi vậy em nói giọng nghe rất thành thiệt Nhưng mà hai người không tin một chút nào hết Cô bà Ngọc đợi thượng tứ nói dứt lời Rồi cô cười mà đáp rằng Em nói nghe thiệt xui rót Ai đợi đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái Mà nói rằng không có ý gì chứ Nói như vậy ai mà tin cho được Em cũng biết khó cho chị tin lắm mà giàu vợ em hay là người nào khác họ nghe em nói họ cũng không tin được Họ không tin là vì họ không biết chuyện em Họ không thấu lòng em Em nói thiệt với chị Thổ này có hai cô gây mối ái tình cho em mà thôi Mà ái tình ấy bây giờ hết hy vọng Vì hai cô đã có chồng rồi hết Lại một cô là vợ của một người bạn thiết của em Tại như vậy nên hồi nãy em nói lửa ái tình của em đã tắt rồi Em coi đàn bà con gái khác không nghĩa gì hết Em nói gì kỳ quá à. Vậy chứ vợ em đó em không có tình gì với nó hay sao Thiệt không có tình gì hết Có cái nghĩa vợ chồng mà thôi Cái nghĩa ấy gây ra là bởi cha mẹ cầm trầu cao cưới nó cho em Nó kêu má em bằng má Nó chịu tan chế cho má em Nó đẻ con cho em Nhờ mấy điều ấy nên gây được chút định nghĩa đó Chứ nếu không có như vậy Thì em không biết vợ chồng em ra làm sao Em nói khó nghe lắm à Vợ chồng sao lại không có tình Em không hiểu vợ chồng người ta có tình với nhau hay không Chứ vợ chồng em khó nói có tình được lắm Em đừng có nói như vậy Em có vợ như con tư Đáng gọi là có phước đa em Tuy nó còn nhỏ mà việc nhà giỏi vắng Ăn nói nhỏ nhoi Tánh nết thiền lành Cử chỉ đầm thấm Vợ như vậy chứ đợi sao nữa mẹ em mới thương nó Vợ chồng ở với nhau có con rồi Em đừng có sao lãng không nên Không Em có sao lãng chi đâu Tại chị nói nên em cắt nghĩa cho chị nghe mà thôi chứ Tuy em nói vợ chồng em không có tình với nhau Xong em có tính việc phân rẽ bao giờ đâu mà chị sợ Mấy tháng nay chị không thấy em hay sao Vợ chồng em mà ở mỗi đứa một nơi là tại ai Chứ nào có phải tại em đâu Anh hai có thấy tận mặt Em năn nỉ hết sức Mà ông gia em ổng không động lòng Còn vợ em nó cũng không dám trái ý cha mẹ Tại như vậy nên vợ chồng lôi thôi Chứ có phải em bỏ vợ em đâu Thầy ban biện thấy cậu chỉ thầy mà phán chứng nên thầy nói rằng Thiệt, bác hội đồng làm cha mẹ bác có gắt gao một chút, bác không biết xét cho con rể. Thằng Tư nhà cửa ruộng đất chàm nhà mà bác cứ buộc nó phải về bến mà ở. Về làm sao được? Bác cố chấp quá nhiều vậy tự nhiên vợ chồng nó phải xa nhau. Thiệt, việc vợ chồng thằng Tư mà ngày sau có lôi thôi là tại bác hội đồng chứ không phải tại nó. Thượng Tứ thở dài mà nói rằng cũng tại con vợ của em nữa nếu nó biết nghĩ đến phận em nó về bên nay mà giúp đỡ việc nhà cho em thì ai cản nó được mà thôi tại hồi đi nói vợ má em giao kết lỡ rồi bây giờ em không phép trách ai hết anh em nói chuyện với nhau cho đến chiều mà thầy ban biện với cô ba ngọc cũng không hiểu tại sao thượng tứ nói vợ chồng không có tình với nhau còn thượng tứ cũng không biết nói thế nào cho anh chị hiểu được thượng tứ ăn cơm chiều rồi mới về trên nhà còn cô Ba Ngọc thì ở lại đó mà ngủ Đặng sáng cô đi lên Mỹ Tho mua đồ Rồi cô sẽ về chợ gạo Từ ấy về sau Mỗi bữa thượng tứ đều có chạy xe qua thăm vợ con Khi ở dây lát Khi ở chơi đến tối mới về Cậu qua như vậy cho đến ăn đầy tháng cho con Rồi cậu mới quẩn quẩn năm ba bữa qua thăm một lần Cậu tính thầm trong trí Để đợi ba tháng cho vợ con thiệt cứng cát Rồi cậu sẽ xin rước hết vợ con về Mỹ Hội Thường tứ tính đợi tới 3 tháng lâu quá Bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn kìa Số là hôm bữa cô ba mạnh đẻ Ông hội đồng mừng rỡ Ông quỷ bà cô hai khỏe Rồi ông tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ đằng ngày sau Ông lập tự cho nó Cô hai khỏe lộ sắc bất bình liền hồi đó Mà chừng lên xe đi về bình cách Cô cằn nhằn với chồng rằng Tôi không về con mạnh nó khốn nạn như vậy á Nó ở trong nhà một mình nó theo ồn ý làm cho thầy má yêu nó Đặng đoạt hết gia tài mà ăn một mình Mình thấy chưa Chưa gì mà thầy đã tính nuôi con của nó Đặng ngày sau lập tự Vì thầy cưng nó nên coi bộ thầy thương con của nó Hơn là con của mình Thông châu đáp rằng Vì ba là con út Tự nhiên thầy má cưng chứ sao Vậy cho mình không nghe Người ta nói giàu út ăn khó út chịu hay sao Con nào cũng con Chứ sao đứa thì thương Còn đứa thì ghét mình không hiểu Tại vì ba có chồng Mà chồng thì không thương dĩ cho lắm Nên thầy má phải thương bù biết không À Nói tới chuyện đó nghe còn khốn nạn hơn nữa Mấy năm trước nó ao ước lắm Ham lấy chồng học trò ở nhà trường Bận đồ tay coi gọn gàng Nói tiếng Tây nghe lớp bóp Nó chê làng xã là quê mùa Nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy đó Cho sáng con mắt nó ra Đáng kiếp lắm Dưỡng ba học hành tài năng tới bực nào tôi không biết Mà tôi thấy cái cách dưỡng chơi bời tôi chạy ngay Chơi bời à, xài phá dữ lắm mà Con Mạnh cầm chìa khóa tiền bạc thiếu gì Giải gì mà không xài Dưỡng chơi thả cửa không sợ mang tiếng mang tâm gì hết Mình biết hôm tôi qua kêu dưỡng tôi gặp việc gì không Gặp giống gì Gặp dưỡng đương vui chơi với mèo Dưỡng rước ba bốn con về nhà Con nào con nấy bóng ngời tôi bước vô thì thấy dưỡng đương ăn uống say xưa ngã ngớn với mấy con đó coi thiệt ghê quá đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm à mới đẻ con đỏ lói mà thầy khen tướng tốt thầy tính nuôi đặng nửa lập tự cho nó cúng quải nói dòng <laughs> nghĩ mà tức cười mình nói chi cho sanh rầy thầy làm sao thầy làm tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu hẹp chứ nói giống gì được con trai làm chi mà con gái lại làm sao con trai của con mạnh đó ngày sau nó cũng như thằng cha nó Xài tiền phá của cho nên thân gì Không được Tôi phải làm sao chứ tôi không chịu để gia tài của cha mẹ tôi cho quân đó ăn hết đâu Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời chăm hẩm như vậy Thì thỏa ý Nên tuy không dám suối vợ Xong cũng không chịu can Thái độ của chú Thôn này là thái độ của thiên hạ xưa nay Trọng lợi hơn nghĩa Coi tiền tài hơn danh dự Có gì trái đời đâu mà sợ người ta dị nghị Cô hay khỏe về nhà lo liệu hoài Không biết làm thế nào mà đuổi mẹ con cô ba mạnh ra cho xa cái tủ sắt của cha mẹ Cô muốn trở qua làm rầy Là sợ nổi cha mẹ binh con út mà ghét thêm con lớn nữa Cô tính không ra kế nên buồn hiu ăn ngủ không được Thôn Châu là người quỷ quyệt Anh ta nghĩ hái trái cây phải đợi chín mùi thì mới hái Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn rầu mấy bữa Chừng coi hiệp thời rồi anh ta mới cười mà nói rằng Chuyện nhỏ mọn quá mà buồn giống gì Tưởng là làm việc chi kìa Chứ nếu muốn cho dì ba nó không ở trong nhà thầy má nữa Thì có gì khó lắm Mình đem chuyện dưỡng ba dắt mèo chó về nhà Y như lời tôi nói với mình hồi hôm trước đó Mình thuật lại cho dì ba nghe Dĩ nổi ghen lên bồng con đi về bên Mỹ hội mà ở liền chứ gì Cô hai đắc kế rồi Cô hết buồn rầu nữa Cô tính đợi vài tháng cho cô ba mạnh cứng cát Rồi cô sẽ qua chăm chích y như trước của chồng cô bày. Hết tập 6 Còn tiếp